Cẩm Vy xin kính chào quý vị khán giả của đài truyền hình Việt TV. Hôm nay là ngày mùng 1 Tết của năm Đinh Dậu. Cẩm Vy đang có mặt tại Eden Center của thành phố Falls Church, tiểu bang Virginia, để tường trình đến quý vị lễ thường kỳ đầu năm do cộng đồng người Việt quốc gia của vùng thủ đô Washington DC, Maryland và Virginia tổ chức. Xin kính mời quý vị theo dõi và hình ảnh của Việt TV được ghi nhận sau đây. Đây là buổi lễ truyền thống hàng năm của người Việt quốc gia để cùng bày tỏ nguyện vọng quyết tâm tranh đấu cho quê hương sớm được tự do, dân chủ, tiến bộ. Ông Trần Quang Định cho biết ý nghĩa lễ thường kỳ đầu năm. Thưa quý vị, sau năm 1975, rất nhiều người Việt phải bỏ nước ra đi để tránh bạo quyền cộng sản, hình thành nên những cộng đồng người Việt quốc gia hải ngoại. Từ bao nhiêu năm nay, cộng đồng người Việt quốc gia hải ngoại không những tổ chức vui xuân cho đồng hương mà còn tổ chức lễ thường kỳ đầu năm. Thưa quý vị, dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ, biết bao nhiêu quân dân cán chính đã hy sinh bỏ mình vì lý tưởng của tự do dân tộc. Vì vậy, chúng tôi luôn luôn tiến hành nghi thức này là để tri ân, để tưởng nhớ. Thưa quý vị, nhân dịp đầu năm mới, chúng tôi xin gửi lời kính chúc tất cả đồng hương Việt Nam Hùng Hoa Chỉnh Đốn, cũng như kính chúc tất cả bà con Việt Nam trên toàn thế giới một năm mới an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý, và không quên cầu chúc cho tự do dân chủ sớm về trên quê hương Việt Nam. Xin kính chào quý vị. Lễ chào cờ đầu xuân bắt đầu đúng 12 giờ trưa với toán thủ quốc quân kiệt. 1 2 3 4 1 2 3 4. Công dân ơi, một làm cho cõi bờ thoát cơn tàng pha, vẽ vang nổi sóng sương dài nghìn năm dòng dõm lạc hồng. Kế đó là lễ niệm hương trước bàn thờ tổ quốc. Tiếp nối chương trình là phát biểu và chúc Tết của ông Đinh Hùng Cường. Trong dịp năm mới Đinh Dậu, chúng tôi xin kính chúc quý vị, cô bác một năm mới sức khỏe, an khang và thịnh vượng. Thưa quý vị, vui xuân nhưng chúng ta không bao giờ quên các anh hùng liệt nữ dân tộc, quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh xương máu bảo vệ tự do cho miền Nam của chúng ta sống đến ngày hôm nay. Phát biểu của ông Nguyễn Văn Tần. Nước Mỹ đang có một cuộc cách mạng. Mong ước rằng cuộc cách mạng đó sẽ là cơ hội cho chúng ta được thấy rõ quê nhà hơn. Và vì vậy, trách nhiệm của tất cả người Việt hải ngoại chúng ta là phải sửa soạn sức lực, sửa soạn nhân tài vật lực để yểm trợ cho một cuộc đấu tranh tại quốc nội nếu nó xảy ra trong tương lai gần. Sau phần nghi lễ là màn múa lân và đốt pháo. Lễ chào cờ đầu xuân kết thúc lúc 1 giờ trưa mùng 1 Tết. Tôi được mời tham dự cũng là một cái vinh dự, nhưng mà cái vinh dự hơn hết đó là tôi muốn ủng hộ cái tinh thần đấu tranh cho tự do dân chủ của cộng đồng người Việt quốc gia ở hải ngoại để chống lại bạo quyền cộng sản. Thanh An kính chúc ông bà sức khỏe dồi dào. Minh Tuấn kính chúc cô chú tình vô như nước. Anh em chúc anh chị học thật giỏi, có nhiều tình yêu. Minh Tuấn chúc các bạn có nhiều đồ chơi, đặc biệt có nhiều lì xì. Chúc mừng năm mới. Vừa rồi là phóng sự lễ thường kỳ đầu năm ở tại Eden Center. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Cẩm Vy, Việt TV, tường trình từ Falls Church, Virginia. Dù ai buôn bán nơi đâu, nhớ đến ngày Tết rủ nhau mà về. Đó là truyền thống của người Việt chúng ta từ ngàn xưa đến nay. Mỗi độ xuân về là dịp mà mọi người muốn sum họp với cha mẹ, gia đình để cùng vui Tết. Ngày nay khoảng cách địa lý đó gần như không còn nữa. Người Việt chúng ta đã có thể thưởng thức Tết ở khắp mọi nơi và cùng chia sẻ niềm vui ở khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ, Canada, Âu Châu, Úc Châu hay ngay cả ở Việt Nam. Uno IPTV chính là cầu nối giúp quý vị có được những không khí ấm áp đó. Với việc liên tục có những phóng sự về ngày Tết ở khắp mọi nơi, từ thủ đô của người Việt hải ngoại tại quận Cam, Nam California, đến thủ đô Hoa Kỳ, Washington DC, từ đại diện bờ Đông đến bờ Tây và từ Nam chí Bắc của Hoa Kỳ, Canada. Hơn thế nữa, Uno IPTV còn mang đến nhiều bản tin liên quan đến người Việt hải ngoại ở nhiều thành phố và tiểu bang khác.
chúng ta hãy chung tay góp sức giúp cho con cháu giữ mãi tiếng Việt và làm cho văn hóa Việt ngày càng phong phú khắp năm châu bằng cách đón xem các chương trình Việt ngữ trên Uno IPTV hoàn toàn miễn phí. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc 1-844-885-5000 hoặc xem trên website unoipbox.com. Uno IPTV, sự lựa chọn đúng hơn.